Ngày 12 tháng 1, Ban chỉ đạo tuần cao điểm tiết về người nghèo năm 2023 huyện Định Hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Dự chương trình có đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện. Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên đã trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của ba xã Phú Tiến, Kim Phượng và Phúc Chu. Đây là hoạt động ý nghĩa được hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh thái nguyên tổ chức thực hiện trong dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán nhằm chăm lo cho các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đón tết vui tươi và đầm ấm